Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên được 32 số. Đây thì đây là tất cả các số trên màn hình ha. Số nào thích hợp của chú anh chị mình sử dụng thì cứ gọi cho Tuyền. Hôm nay quá trời mũ khoan ha, hai hà mũ khoan mới về luôn. Thì cái hình thức thanh toán á, nếu ship COD nhận hàng thanh toán á, thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Còn nếu mà đơn mà 300 trở lên chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship. Hôm nay nay có hai bộ dao. Đây lựa được mấy bộ giúp cho mấy anh mấy chú. Rồi chết cha rồi, cái thứ quyền hộ của tôi đâu nữa rồi trời. Hồi muốn làm lên video là cái phải đi kiếm cái thước. Mình vô số 1 khen. Số 1 là hôm nay chủ nhật. Hôm nay chủ nhật bể kèo rồi, lên video luôn. Rồi đây bộ dao ha, đây là con dao đứt nè, dao đứt hai hình người ha, cán nhựa. Dao này Tuyền chỉ mới cái vệ sinh ha, Tuyền chưa có mài cho nên là cô chú anh chị mình về mình mài lại nha, mài mới qua sử dụng nè. Cái dao này dài 18 nè ha, bản rộng của nó là 4/4. Rồi một cây dao nhật, đây dao nhật này thép, này thép 3 lớp thôi, đúng rồi. Trời chứ nhật anh chìm nè, cắt sâu và cố luôn. Rồi cá gỗ. Rồi cái cá này em chóc xíu ha, hàng chưa mài ha. Cái này dài 18 năm luôn, bản rộng 4 phân. Rồi cây saku gì đây, cây này cán gỗ luôn, cán đẹp. Cái dao này dài 16-8, bản rộng 4 phân rưỡi. Đó rồi ha, số 1 300.000. Số 2 đây một con dao đứt cán gỗ một hình người, tiền mới vệ sinh thôi. Cái này là âm quay ha, âm quay. Cái này khâu liền tới đây nè. Mấy cái dao này thì cái này dài 17 năm nè, bản rộng 4/4 nè. Cái này dài 16 năm chứ, khoảng rộng 4/6. Rồi cái này một con dao cay ha, dao cay cán nhựa. Cái này 14 năm, khoảng rộng 4/3. Rồi. Đó. Rồi hôm nay hai bộ dao, rồi số 2 300.000. Rồi số 3 hôm nay là mấy anh mấy chú có kêu Tuyền lựa vít đó. Là do gia đình xài không có xài vít lớn á, cho nên hôm nay là Tuyền lựa được là 2, 4, 6 bộ ha. Hôm nay là 6 bộ vít, một bộ 100.000. Đó là đây, bộ nào cũng giống nhau hết, cho nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Đó, bộ nào cũng giống nhau hết, có cái đầu vít, nhưng mà cái đầu này thì nó gắn được cho 1-2 đầu thôi nha, chứ không phải là nó một cái đầu này mà nó gắn hết được nguyên bó này nha. Đó, bây giờ Tuyền bóc đại một bó lên ha. Cái đầu vít đó, nó gắn được cho 1-2 cây, hai đầu vít hai đầu trong đây nè. Còn mấy cây mà đầu này đó, thì giờ mình về mình tra cán, mình tra cán gỗ á, cán gỗ ở ngoài tiệm vật liệu xây dựng đó, nó bán cán gỗ sẵn á, nhiều lắm, có mấy ngàn một cán á, mình về mình tra vô. Đó, còn cái đầu vít này nè là mình gắn được được mấy đầu. Cái này là tại vì đầu vít này Tuyền kèm theo cái vít này, nó có từ hết nha, mấy cái vít này nó có từ hết luôn á. Thường á mấy cái dây vít mà theo xe á thì nó không có từ, hay mấy cái vít mà là theo xe thì không có từ ha, nhưng mà cái đầu vít này là đầu vít chưa xài, đầu có từ hết luôn. Này là do
mấy chú yêu cầu là gia đình không có xài được cây bự, không ai lên lưng trước á, từng lên bộ dít mấy cái cây to á, mà mấy chú bảo là lần này là có thể là không lấy cây to để cho mà xài gia đình á ha. Nhỏ nhỏ nhất có BH1, BH2 đó, này từ BH2 đổ xuống đây một cây lục giác nè, giác hai đầu. BH2 thông dụng cho gia đình, nó giúp hai đầu đó. Có cái cây, có mấy cái cán này nè, mấy cái cây này là cũng thể dài cũng gắn đầu được nè nó, thì nói chung là mấy cái đầu này nè nó, về cái cây nào mình gắn được thì mình xài thôi, còn không thì mình tra cán ha. Này nó như 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cây, 14 thêm cái đầu vít nữa, rồi 100.000 ha, một bó như vậy là 100.000, số 3 100.000 ha, hôm nay được 2, 4, 6 bộ. Rồi số 3 100.000 ha. Số 3 100.000. Đó, được 6 bộ giúp cho mấy chú xài gia đình. Rồi số 4. Số 4 là cái vít. Cái vít cần tự động nè. Cái này của gì đây? Sun. Con nghĩ đi. Đọc nó ra rồi. Đó, dặn qua đây ha. Còn cái mình bẻ cái này lên nè, tay nó trơn má ơi. Tức cho mình ghê. Cái tay mang bao tay không, không có bẻ qua đây được. Rồi rồi nghỉ luôn rồi. Ngắt là trời, nãy bẻ ngon lành lắm mà. Hồi cái này hồi xưa tiền xịt G7 tiền bẻ lại đi chứ nó còn rít cái này rồi. Nói chung là tiền đã test rồi, nó đảo chiều được lắm mà sao giờ nó cứng rồi. Đó, mấy cái đầu vít nè ha. Cái này BH2 nè. Rồi mấy cái đầu này không biết làm cái gì mà nó một cái đầu, đầu này vuông, đầu này cũng vuông vậy. Đó. Mấy cái đầu vít luôn. Thị nè. Rồi cái đầu này là một cái đầu đầu nối xuống, đầu nối này xuống xài cho đầu khẩu. Đó. Cái đầu khẩu này lớn nhất của nó là 10 13. Đó 13 dài xuống 12 đó. Đó, cái này là xài cho đầu khẩu nha. Đó. Bật cái này qua cái là nó đảo chiều lại mà cứng ngắt à. Nhắc à. Cái này nhỏ nhất của nó là 4. Mấy cái đầu khẩu nhỏ nhất của nó là 4. Rồi số 4 ha. 200.000. Không có cái sao. Số 5. Hôm nay mũi mũi khoan mũi tao vô quá trời quá đất. Hôm nay về mũi. Mới về mũi mới không. Mũi mũi đẹp luôn. Đó. Cái này có hai cái mũi lớn rồi, nó bay mất mẹ cái gì dấu rồi. Cái này 3/4 nè, đây ha, mũi này mũi chà bá này không biết nhiêu nữa. Nó mũi rất là đẹp, nó mì mẻ mì gì hết luôn. À. Này 5/8 nè. Đó, lớn nhỏ từ nhỏ nhỏ nhí nhì nhì luôn.
sắn. Ây đó, lớn nhỏ sắn không sắn gì dài đó. Đây mũi rất là đẹp luôn nhá, lớn nhỏ từ nhỏ xíu 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 luôn. Rồi 500.000, số 5 500.000, không có cái năm. Số 6 cũng vậy luôn, một cái combo y đó. Mũi mũi taro, mũi này của bà nào gớt nữa, rất là đẹp. Vườn nhỏ ta lớn ha, 3/4 nè, 5/8. Rồi cái này nó mờ mờ rồi. Đây mũi đẹp nha, không có mẻ luôn. Đó, lớn nhỏ vừa vừa. Có cái mũi này mẻ miếng đó, nhỏ xíu 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 luôn, mấy cái mũi sóng sóng này luôn, mũi đẹp lắm luôn. Lớn nhỏ đều có đủ đó. Rồi số 6 500.000, không có cái gỗ. Số 7 là một cặp cặp cơm ba. Đây một cây đẹp xuất sắc, một cây đẹp vừa vừa. Cây này dài 16, cây này 15. Kỳ vậy má ơi. Đây trời ơi, mấy cái bao tay này nó dày á, bám có chút ép à, nó kịch trớt. Thiệt tình luôn ta. Làm như này. Đây cây này đẹp ghê luôn, cây này nó có rỉ xíu đó. Một cặp này ha, số 7 140k. số 8 rồi, mũi khoan ở đây. Đây là mấy món mũi khoan dùng cho mấy anh mấy chú sử dụng gia đình nè đó. Số của nó là nhỏ nhất của nó là 2.6 nè, 3.4, 5.5 á, 6.5 nè, 8 nè, 7 rồi 10.9 tức là rằng 11 á. Số 8 ha, 200.000. Đây nè, từ lớn tới nhỏ đó, từ lớn tới nhỏ, mũi đẹp nha, không có xấu đâu. Mấy bác xài gia đình nó có na chi, có ha, KXH có. Số 8 200.000 ha. Nói chung là tiền đã chọn mấy cái này rồi, cho combo này là mình xài gia đình đủ số từ nhỏ tới lớn á. Rồi số 9 cũng vậy luôn ha. Rồi 2.7 nè, 3.2, 4.2 nè. 5 6 7 8 mũi 9.5, 11 12. Đó, ai xài mũi 12 thì mình cái combo này ha, từ 12 đổ xuống, nhỏ nhất là 2.7, lớn nhất là 12. Rồi. Mà có đủ các lã số luôn ha. Rồi số 9 200.000. Rồi số 10 nhỏ nhất của nó là 2.5, 3, 4, 4.7, 5.6, 7, 7.8, 9.2, 9.2, 10.3, 12. Đó. Có đầy đủ các số, mũi nè. Rồi số 10, 200.000.
Cái này là đủ số cho mình xài gia đình luôn. Rồi số 11 ha, 2.5 nè. 2.5 nè, 3.4, 4.3, 5.3, 6, 7, 8.5, 9, 10.5, 11.8. Đó, nhỏ nhất nè, lớn nè. Mũi khoan mới này nó còn dính dầu luôn á, nó không tiền không có vệ sinh gì hết nha. Còn dính dầu, nó dính bụi thôi chứ không phải là nó mặt nó sét hay nó bị rỉ hết. Thế nào mà nó sét nó rỉ thì sẽ nói ha. Rồi số 11 200.000. 12 nó tiền soạn. Trời ơi, ngồi mà lựa từng số mà đủ số vậy á. Lựa có 5 bộ mà cả hết. Rồi cái này rớt nhớt nó lem mẹ nó rồi. 2.6. Ủa 1.6 này nhỏ nhất là 1.6 nè, 2.8, 3.3, 4. 5. Rồi 6, 7 đây không biết nữa, 8, 9, 10.3, 12. Đó. Cái này có 1.5, 1.5 luôn. Đó. Rồi mà lựa bắt cho đủ số để cho mấy chú mà mấy anh mấy chú mà xài gia đình vậy nè. Nứt con mắt luôn. 12 ha. 200.000 rồi 13. Đó, mũi khoan nè. Đẹp. Đẹp đập đẹp len keng luôn. Đẹp quá trời quá đất luôn. Mới về à. Rồi hai cái mũi này, mũi 14.8 của HSS, cái này cũng 18.5 của HSS luôn. Đó mũi nè, rất là đẹp luôn ha, không mẻ không gì hết, còn bóng và mới luôn. Cái cây 18.5 này nó dài 24 nè, cây này thì nó dài 22. Rồi số 13 250, cặp này 13 ha, 13 250k một cặp này. Đẹp xuất sắc. 14. Đây 14 là một cặp này. Cái này một mũi này số mũi 21 của Nachi ha. Cái này mũi 13 của LS5 gì đây. Trời ơi, mũi như mũi chưa xài luôn nha. Mũi này mũi như mũi chưa xài luôn. Rất là đẹp. Rồi số 14 ha, 250 một cặp này. 15. 15 là mũi gỗ. Ha. Rồi cái mũi này mũi bao nhiêu đi, không mũi gỗ này kiểu là lạ nè, không biết luôn. Không thấy số nữa rồi. Cái này mũi 9 nè. Chín hay sáu đây, chín, 12, 15, 18, 21, 24, 6 mũi, 6 mũi gỗ này, 15, 200.000, 15, 200.000, 16, đây, mâm mũi khoan, không có cái mâm, 16 ha. Cái này là nếu mà mình làm nghề á thì mình mua mấy cái combo nhiều này thì nó sẽ ngợi hơn. Đây ha, mũi này mũi 10 nè, mũi con 10 ha. Mũi này mũi con Nachi nè, 14.8 nè. Đó, mũi này nó lạ. Đó, mấy mũi nào cũng đẹp luôn. Mũi khoan này mới về đẹp lắm. Đây mũi 10 nè. Mũi ngắn. Rồi mũi này mũi Nachi nè, 6 chấm nè, dài đó. Rồi ha, lớn nhỏ có một cái mũi mới luôn nè. Mấy mũi này giống như mũi này 1 triệu. Cái này 15.5 nè.
lớn nhất của nó chắc 15.5. Đó. Mũi rất là đẹp luôn. Na chi. Cái này mũi 14 nè. 14 của B gì B gì. Vịt D. Rồi cái mũi này mũi 11.5 nè. Mũi 11 nè. Trời ơi má ơi, mấy mũi khoan mới về đây nè. Nó đẹp lắm luôn. Đó, rồi lớn nhỏ ha. Ê, rồi có mũi này. Quét quay vậy. Rồi một cái mũi. Đó, cái mũi này nữa. Quét quay là đó, rồi. Từ nhỏ tới lớn. Rồi nguyên cái mâm này số 17, 1 triệu không có cái mâm. Câu đó là câu cửa miệng luôn đó. Tại vì ông sợ mấy ông cứ đòi chốt cái mâm. Mấy ông đòi chốt cái mâm hoài. Đây nè, mũi này mũi 4.1 Nachi Japan nè. Trời ơi mũi chưa xài luôn. Đẹp quá. Đó rồi, 17. 1 triệu. 1 triệu. 18. 18 đây. Taro ha, cái mũi Taro, nguyên cái mâm Taro này, cái lớn nè, lớn của nó 26 nè, mũi lớn nhất có 26 nè, cái này 7/8, đó. Đó. Kiểu này, rồi lớn nhỏ ha, lớn nhỏ đều có đủ luôn, sắn không sắn gì. Rồi 18 1 triệu. Cây này cái gì đây? Ủa sao cây này mũi khoan mà Made in Japan luôn nè. Chưa tháo tem luôn. Ồ không phải đâu nha, mũi Taro. Trời ơi má ơi, cái mũi. Cái mũi mới đẹp gì luôn hả? Quá trời đẹp. Đó. Rồi số 18 1 triệu. 19. Đây 19 là cặp kìm cắt ha. Cái này của Hit. Cái này size 350 nè. Tay cầm thì nó tét cái miếng mũ rồi. Mặt nó có rỉ. Rồi này cắt cáp được nhiêu không thấy luôn rồi. Thường thường 350 thì nó cắt được cáp 5 ly nè. Lưỡi có rỉ ha. Nhưng mà cắt cáp trong đây không được. Nó mẻ ngoài đầu thôi, nhưng trong đây vẫn còn xài ok. Đó. Thấy không? Lưỡi trong đây rất là thích. Nó chỉ mẻ ngoài này thôi. Trong đây lúc này mình vẫn xài vô tư. Đó, còn bác nào mà cần bén nữa thì mình về mình dũa. Mình về mà dũa thêm ha. Đó rồi, cái cây này 450 nè. 450 cây này của MCC. Đó. Cái này nó cắt cáp. Cái này cũng không thấy cáp đâu ta. Cáp này 450 thường cắt là từ 7. Cái này mình về mình chỉnh lưỡi lại muốn gần nữa. Đây, lưỡi này nó không mẻ nha, lưỡi này còn đẹp. Cái này bác mình có thể chỉnh lại. Đó. Rồi. Số 19 250 một cặp đây. 20 hôm nay là 3 bộ cưa ha. Đây là một cây cưa gỗ. Cây cưa gỗ ha, mấy cái cưa này nè, lưỡi còn găng còn rất là bén. Cây cưa gỗ này cưa xếp nha. Khi mình xếp là phải bóp cái này lên. Đó. Giờ nó cứ ngắt rồi nè, mình bóp cái này xuống nha. Đó, rồi mình xếp lại. Rồi một cây cưa lỏng ha. Đây một cây cưa lỏng. Rồi một cây cưa sắt. Đây là một cây cưa sắt. Đó, lưỡi còn mới và đẹp. Lưỡi còn bén chứ. Mấy cái lưỡi này à. Lưỡi này lưỡi 26. Đó. Không có bao nhiêu mà phải có trong nhà. Đó. Rồi, số 20 ha, 160k 3 đi cưa. Số 21. Đây, cái găng này nó còn rất là nhọn và bén, nhưng mà ngoại hình trên đây nó có bị rỉ ha. Cưa xếp luôn.
mấy cái gang nhọn này nó bén dữ thần lắm đó. Rồi mình bóp cái này xuống nè, rồi xếp lại, rồi một cây cưa lỏng luôn ha. Đó. Rồi một cây cưa sắt, đó giống nhau luôn. Rồi 21 160k, 22 đây, cây thép này còn đẹp nhưng mà lưỡi cưa này cho mình bị giũa thêm à. Bên đây nhìn bén, cán cũng còn đẹp luôn nè. Bóp xuống, rồi xếp lại luôn. Rồi một cái cưa lỏng luôn. Cưa này thép, cưa này dày ghê. Rồi một cây cưa sắt. Nói cưa sắt, cưa ống nước, cưa đồ. Ok. Rồi số 22 160k. 23 bữa nay được hai cặp kéo cắt hàng rào, kéo hàng rào hôm nay thép đẹp. Cán cũng đẹp luôn. Đây, cây này made in Japan nè. Lưỡi nè. Lưỡi không mẻ ha. Đó, bán cái lưỡi này rất là sắc. Cái này hàng chưa mài ha, tiền mới vệ sinh thôi. Cây này dài là 49 ha. Này chắc chỉnh chỗ này quá. Chỉnh xa, chỉnh gần, chỉnh xiết vô gì đó không biết. Này nó có bọc một lớp nhựa để cầm. Rồi, cây này cán, cán bằng nhôm ha. Đó, lưỡi cũng vậy. Dài nè. Đó, mấy cái lưỡi này rất là đẹp nè. Thép còn đẹp ha, chưa mài luôn. Chưa mài mà cái độ nó rất là sắc. Đó. Ở đây chỉ có chỗ hai cái đầu cầm bằng nhựa để khỏi trơn. Đó, cái này nó có bị rách một chút xíu. Đó, lưỡi cắt của nó là được, chỗ cắt tới lưỡi là 15 ha. Và tổng thể cái này là dài 65. Rồi. Số 23 240.000. 24 đây là một cây cán nhôm luôn. Có hai cái tay cầm bằng nhựa rất là chắc chắn. Nó lưỡi nó nè. Không có bị rỉ. Lưỡi cũng còn đẹp luôn. Cái này mấy anh mấy chú mà muốn bán nữa thì mình về mình mài thêm. Đó, cây này tổng thể của nó là dài 54 ha. Rồi, đây là cây cán rổ. Cán rổ còn chắc nhưng mà nhìn nó ngoài hình nó đen đen nhưng màu chắc chắn. Đây, có chữ Nhật in chìm chỗ này. À, cái lưỡi này thì nó có bị rỉ mọ. Cái lưỡi nó không có giống như nó cấn nó rỉ một hai miếng chỗ này nè. Lưỡi không mẻ, nó có bị rỉ trên đây, cán cũng còn rất chắc chắn, lưỡi thép, cái này dài 66. Rồi số 24 ha, 240.000. 25 là một đống kìm. Ủa, cây gấp, giống như là cây gấp than, gấp gì kẹp, gấp gì bên sao ta hi đây. Đó, nó kiểu gì nè, chắc mình kẹp mình hàng hay là mình để mình gấp gì cho mấy anh làm nghề không biết, truyền không gành mà thấy nó kẹp chắc chắn lắm. Rồi cây này kẹp của nó là được một tấc nè, đúng một tấc luôn á, thép rất là dày nha, cây này rất là nặng luôn nè, chắc cái đầu kẹp nó. Cây này nó dài 30 á, dài tổng thể 30 á. Rồi cái cây này mình cạp mình cắt gì á nhưng mà ngoại hình nó xấu quá, dài 47 luôn. Cái mặt này nó gỗ hơn mà. Đó, giờ về mình chế cháo mình làm gì cũng được nè, lưỡi nó cũng, mũi nó cũng còn thích. Cái này mình mài thôi, mình làm gì cũng được, có chữ này nè mà mặt nó gỗ hết trơn rồi. Ê. Đó, rồi một cái cặp
cái kẹp này luôn, kiểu này nè, đó. Có găng đồ, kẹp là dính đó. Đó, mấy này mình gấp than, gấp đá, gấp gì ha. Mua đo mấy cây này dài lắm, mấy cây này dài 34 mà. Rồi có cây này dài thường thường luôn, cây này dài tới 50 luôn, 49 nè. Đó. Rồi nguyên bộ kẹp, kẹp này 250. Có cây này chất lượng quá, cây này nặng mà rất là to nữa. Rồi số 25 250. Rồi 26. Đây là cặp bơm mỡ bò. Đây. Cái này cũng là cây bơm mỡ bò mini, nhìn rất là thấy cưng. Đó. Đó. Ý, bơm lên nè. Còn mỡ bò ở đây nè. Dính tờ luôn rồi. Đó. Cái này mấy đen vô bằng. Đó, ngoài hình nó vậy. Thông số. Cây này thì mấy cái cây này thì nó nhỏ nhỏ. Cái này dài nó 20 à. Có cái dồi luôn này, dài luôn cái dồi nữa. Cũng giống cây hồi nãy bơm mà cây này bằng nhựa đó, rồi còn vàng luôn nè. Đó rồi, cây này đây, chữ nhật chữ đồ nó khắc ở đây nè, đó, cắt chìm ở đây nè. Hết mỡ bò rồi, không lên nữa. Rồi số 27 200 nghìn một cặp. Đây 28 bộ đục. Rồi cây đục này không biết làm cái gì đây, giống như nó có mạ đầm ở trong đây nè. Đục giống như đục cái dấu gì đấy. Và cái mũi này chắc phải mài lại. Đó rồi mấy cây đục nè. Một phân phân rưỡi. Đó mấy cây đột dấu. Rồi, cây đục mà có cái nhông này luôn nè. Đó, mài lại. Rồi, một cây đục nhỏ. Cây này và bản này chắc 2 phân rưỡi. Rồi, một cây đục tròn chập bá luôn. Rồi, số 28 200 nghìn. 29. Đây 29 này có cặp phân tay ha. Đây phân tay, cái hiệu của nó gì đây? Này là kẹp tục khoan từ 17 đổ xuống nha. 17 đổ xuống luôn. Còn. Đó. Đó, cây mình cầm gì mình khoan thôi. Hàng đồ cổ. Cái này mình vừa để khoan chơi gia đình rồi mình sưu tầm luôn đó. Rồi. Tặng một muỗng phao gỗ luôn. Rồi, số 29 170k. 30 là cây cuốc. Cây cuốc chim này, cây này nặng 2kg hơn nè. Cây này 2kg luôn. Cây này rất là chắc chắn nha. Để cho mấy bác làm màu vườn nè. Giờ tra cá vô rất là nặng luôn nè. Cây này 43 luôn á. Cái bản của nó 6 phần rưỡi. Này con thép cũng còn đẹp mà chắc chắn luôn. Rồi, bên đây là một đầu cuốc, một đầu đóng hay là ai cắt cái mỏ đi rồi. Vậy đó. Rồi, số 30 ha, 200 nghìn.
31. Đây. Một cái dấu cộng này rất là đẹp, dấu cộng này nó có dạng ship ha. Cái dấu cộng này từ cái này nó 17 19 nè. Đồng này vào 17 19. Đó, xong rồi mình gắn nó lại thì mình khó nó vô. Do nó cứng lên. Mấy cái đầu cộng rất là đẹp. Còn không mà bình thường thì mình để ship xuống về cho nó gọn. Này này gắn vô. Tại từng làm biến khó. Bỏ vô nó đó, cứng lại không? Bỏ vô nó sẽ 17 19 21 23. Đó, mấy cái đầu này còn rất là đẹp và mới luôn, không có dấu hiệu mòn gì hết ha. Đó. Đây. Cái đầu này 21 nè. Ship rất là gọn. Rồi một cái tay quay này 21 luôn. Rồi số 31 200.000. 32 là bộ sạc cây. Đo cây ngắn trước đi. Cây này 20 ha. Đầu nhổ đinh nè, cái bảng này. Cây này dài 30. Phần nhổ đinh rẹp phần này ok rồi. Cái xà cày này 30 luôn, gãy bên đây chỉ nhổ được đầu bên đây thôi. Rồi cái cây này 750. Đây cái mùa nhổ đinh còn đẹp, thép cũng còn đẹp mà cái đầu này nó hơi mọn bên đó, nó mọn bên đây ha. Cái này nó hơi cong tay xíu. Đó rồi, số 32 200.000. Số 32 200.000 đã kết thúc video ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ xem kênh. Mà thấy thích thì cho tôi xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo được đăng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.